Những điểm nhấn của tháp thương mại Marina Central Tower. Tọa lạc tại vị trí ven sông Sài Gòn, ngay trung tâm quận 1, gồm 55 tầng, sở hữu tầm nhìn bao quát ra sông Sài Gòn, cầu Ba Son và khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Theo đánh giá từ các công ty bất động sản Việt Nam, đây là tòa tháp thương mại có quy mô lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm trở lại đây. Công trình ghi dấu ấn với kiến trúc hiện đại, mặt đứng vuông vức với một số tầng giật cấp cách điệu, tạo nên khoảng không gian xanh lơ lửng giữa không trung, là điểm nhấn trên đường chân trời khu vực quận 1. Đại diện nhà phát triển cho biết tòa tháp cung cấp không gian văn phòng tích hợp trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí, mua sắm, bán lẻ. Nơi đây hướng đến trở thành điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp và thương hiệu cao cấp. Không gian bên trong sử dụng hệ thống kiểm soát an ninh tiên tiến, 34 thang máy tốc độ cao. Bên cạnh đó, tòa tháp còn triển khai các tầng văn phòng, khu vườn trên không và ban công ngoài trời từ tầng 36 đến 44. Những không gian này tạo ra môi trường làm việc kích thích sáng tạo, cân bằng giữa công việc và thư giãn. Bạn đã đến đây chưa? Cho chúng mình biết cảm nhận nhé! Vào ngay gulan.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.